Xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, nông dân Séc cân nhắc biểu tình phản đối chính phủ. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Séc muốn thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa Séc và Việt Nam. Hàng nghìn doanh nghiệp tại Đức có nguy cơ đóng cửa. Cảnh sát Iceland đã mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người nhập cư lậu, trong đó có 3 người Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vipra Gujarat lần thứ 10 ở Ấn Độ, Thủ tướng Sek Petra Fiala đã có cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang. Hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động, cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước thủ tướng séc petrofila nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm việt nam vừa qua nhất là các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao việt nam và việc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp hai bên thể hiện không chỉ quan hệ chính trị mà hợp tác kinh tế cũng rất tốt đẹp thủ tướng cộng hòa séc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp thủ tướng séc cho biết cộng đồng người việt nam ở séc được đánh giá cao về đức tính cần cù chăm chỉ hiếu học đóng góp tích cực không chỉ cho sự phát triển kinh tế xã hội của sở tại mà còn cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nhất trí hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động đặc biệt là lao động có tay nghề cao đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước Tại cuộc gặp với Thủ tướng Séc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cộng hòa Séc, cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp diễn ra thường xuyên, nhất là các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Séc vào tháng 4 2023, đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo dữ liệu được Văn phòng Thống kê Séc công bố hôm nay, Tỷ lệ lạm phát tại Séc trong tháng 12 đã giảm xuống 6,9% từ mức 7,3% trong tháng 11. Lạm phát trung bình trong cả năm 2023 là 10,7%. Đây là mức lạm phát cao thứ hai kể từ khi thành lập Cộng hòa Séc độc lập. Lạm phát trong tháng 12 chậm lại là do ảnh hưởng bởi giá thực phẩm và đồ uống không cồn. Chẳng hạn so với cùng kỳ, thịt nguội chỉ tăng 0,6%, trong khi trong tháng 11 tăng 3,4%, hoa quả tăng 5,8%, trong khi tháng trước đó tăng 8,4%. Một số thực phẩm khác như sữa, format hay trứng cũng chỉ tăng nhẹ. Giá nhiên liệu trong tháng 12 còn giảm so với cùng kỳ. Chi phí trong lĩnh vực nhà ở tăng đáng kể nhất so với tháng 12-2022. Chẳng hạn như giá thuê nhà tăng 7,3%, nước tăng 16,3%, Chi phí xử lý nước thải tăng 26,9%, điện tăng 142,4%, hệ thống sửa và nước nóng tăng 24,2%, ngược lại khí đốt tự nhiên giảm 7,7%. Lạm phát hàng năm trong tháng 12 đã giảm nhiều hơn thị trường dự kiến. Các nhà phân tích chỉ ra rằng việc giảm giá các sản phẩm thực phẩm đã góp phần vào việc lạm phát giảm. Năm nay, các chuyên gia dự đoán tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ chậm lại đáng kể. Theo họ, lạm phát trung bình cả năm sẽ giảm xuống mức 2,6% đến 3,5% từ mức 10,7% của năm 2023 sau nông dân đức một số người séc cũng đang cân nhắc việc thực hiện biểu tình phản đối chính phủ giống như đức họ được cho là đang phải đối mặt với tác động của việc cắt giảm trợ cấp cũng như việc tăng thuế đối với đất nông nghiệp tuy nhiên theo bộ trưởng bộ nông nghiệp séc những người nông dân không có lý do gì để tổ chức biểu tình một công ty nông nghiệp gần Praha chăn nuôi hơn 1.000 con bò và trang trại có diện tích hơn 5.000 hecta. Ban quản lý cơ sở này dự kiến cũng sẽ tham gia biểu tình. Họ không hài lòng vì các điều kiện trợ cấp khác nhau trên khắp Liên minh châu Âu. Theo giám đốc điều hành công ty, họ cũng gặp rắc rối bởi thị trường mở. Khi thực phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài, những nơi đó không gặp phải các điều kiện khó khăn như tại Séc. Cách đây 2 năm, những nông dân Séc đã từng tổ chức biểu tình. Vào thời điểm đó, họ đã phản đối quyết định của chính phủ của Thủ tướng Petro Fiala khi ủng hộ trợ cấp cho những nông dân quy mô nhỏ. Theo Hiệp hội Nông nghiệp, điều này đã khiến những nông dân quy mô vừa gặp rắc rối. Theo Chủ tịch Hiệp hội, ông Martin Picha cho biết, hiện họ đang ở trong tình thế không hề có lợi cho nông dân, do đó họ sẵn sàng tiếp tục các cuộc biểu tình như hai năm trước. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Marek Viborny, ông không nhận thấy có lý do gì để nông dân xét biểu tình phản đối như người Đức. Các nhà phân tích nông nghiệp cũng đồng tình với tuyên bố này. Vào năm 2022, những người nông dân đã ghi nhận lợi nhuận kỷ lục khi tăng hơn 142% so với năm trước. Vào năm 2022, họ đạt lợi nhuận lên tới 6.000 koron mỗi hecta, trong khi hiện tại chỉ khoảng 2.000 koron mỗi hecta. Dù năm 2022, những người nông dân đã đạt được lợi nhuận, nhưng vào năm ngoái tình hình lại ngược lại. Theo ước tính đầu tiên của văn phòng thống kê xét, lợi nhuận của họ đã giảm hơn 1 phần 3 so với cùng kỳ năm trước vùng Liberesco đang cố gắng hỗ trợ để cải thiện tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa ở các thành phố nhỏ và các làng bằng chương trình trợ cấp. Các thành phố có thể xin tiền để trả lương cho bác sĩ, y tá hay trang thiết bị cho phòng khám. Tuy nhiên, họ vẫn khó có thể tìm được bác sĩ. Tại Nové Mnesto, Port ở kể từ tháng 1 năm nay đã có phòng khám bác sĩ đa khoa mới. Để thu hút bác sĩ đến đây, tòa thị chính đã phải cải tạo hai phòng khám và cung cấp nhà ở cho các bác sĩ tại tòa thị chính đã tiêu tốn 700.000 coron cho việc cải tạo này và hiện nay thị trưởng thành phố muốn yêu cầu vùng Liberesco trợ cấp cho hoạt động của phòng khám. Còn ở vùng Svikov thuộc Cheskalipa đã tìm kiếm các bác sĩ nha khoa trong vòng 10 năm qua. Việc đầu tư xây dựng phòng khám nha sĩ hiện đại đã tiêu tốn của thành phố gần 7 triệu coron, trong đó 2 triệu coron là dành cho trang thiết bị của phòng khám. Hiện tại họ cũng muốn nhận được một phần chi phí từ chương trình trợ cấp của vùng. Điều kiện để phân bổ trợ cấp của vùng cho một phòng khám nha khoa là phòng khám đó phải có ít nhất một 1.000 bệnh nhân và có hợp đồng với 3 công ty bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, khoản trợ cấp cho việc xây dựng hay vận hành cơ sở vẫn chưa đủ, chẳng hạn như ở xe đã tìm kiếm một bác sĩ nhi khoa trong nửa năm nhưng vẫn không có kết quả. Thành phố cung cấp nhà ở và phòng khám, nhưng hiện tại vẫn chưa có bác sĩ nhi khoa nào ở đó. Công ty vận tải Praha đã ký hợp đồng mua tới 200 tàu điện nổi từ công ty Skoda Group với trị giá 16,6 tỷ koron. Những chiếc tàu mới này có sàn thấp, rộng rãi hơn, được trang thiết bị điều hòa không khí và hệ thống chống va chạm. Những chiếc xe đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Trong tổng số lượng tàu điện nổi của họ đồng, công ty vận tải Praha đảm bảo mua 40 tàu, giá của một chiếc tàu điện nổi là 83 triệu koron. Công ty vận tải sẽ quyết định có mua những chiếc xe còn lại hay không trong tương lai. Praha đang xây dựng các tuyến tàu điện nổi mới. Chỉ riêng trong năm ngoái, thành phố đã mở 3 tuyến mới với tổng chiều dài 5 km. Những tàu điện nổi mới sẽ có 5 khoang liên kết với chiều dài 31,99 m, rộng 2,5 m, sức chứa của xe là 243 hành khách, trong đó có 173 vị trí đứng. So với những tàu điện nổi hiện đại nhất ở Pra hiện tại, số lượng chỗ tăng thêm 16%, tốc độ thiết kế dự kiến là 80 km h trọng lượng của xe là 48 tấn. Tàu điện nổi có không gian lớn hơn, sàn thấp và có hệ thống phanh hiện đại hơn, đồng thời xe sẽ được trang bị hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng và các bảng thông tin trên xe cũng sẽ thay đổi. Một điểm mới khác là sẽ có hệ thống đếm hành khách tự động. Tàu điện cũng sẽ được trang bị hệ thống chống va chạm giúp cảnh báo người lái tàu về chướng ngại vật đi trên đường và tự động dừng trong trường hợp tài xế không phản ứng kịp thời. Chiếc tàu điện thử nghiệm đầu tiên sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay và sẽ được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào cuối năm 2025. đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới, Tam Đa liên tục tuyển dụng nhân viên lái xe. Yêu cầu có bằng lái xe B, ưu tiên người có bằng C và bằng chuyên nghiệp. Chỉ áp lực công việc tốt, môi trường làm việc hiện đại phù hợp với người có nhu cầu làm việc lâu dài, ổn định, lương thưởng cao xứng đáng với năng lực. Bảo hiểm y tế, xã hội, công ty chi trả, đặc biệt ký hợp đồng với người có visa lao động tại Cộng hòa Séc. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số Tam Đa Brno 774 298 866, Tam Đa Hoskivice 771 205 101. Thưa quý vị, việc thuế VAT tăng trở lại đang khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng tại Đức gặp khó khăn, đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Vào tháng 7, 2020, chính phủ Đức quyết định tạm thời giảm thuế VAT đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống nhà hàng từ 19% xuống 7% để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, biện pháp hỗ trợ này đã chính thức chấm dứt kể từ đầu năm 2024. Cuộc khảo sát do Hiệp hội khách sạn và nhà hàng Liên bang Đức công bố gần đây cho thấy 62,7% số doanh nghiệp trong ngành đã chịu thiệt hại nặng nề do thuế suất tăng trở lại, 12% đang trên bờ vực phá sản và 5,2% đã xem xét việc ngừng hoạt động kinh doanh. Việc thuế VAT tăng trở lại cũng có thể khiến áp lực giá cả tại Đức trở nên dai dẳng hơn. Các số liệu thống kê gần nhất cho thấy lạm phát của Đức trong tháng 12 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua. Thuế VAT đang tăng trở lại khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng tại Đức vốn đã gặp khó vì lạm phát, nay lại càng khó khăn hơn, thậm chí đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Các chuyên gia Đài Loan coi năm 2024 và năm 2025 là hai mốc đặc biệt nguy hiểm. Các quan chức cấp cao cho biết chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn hiện đang tập trung vào việc tăng cường khả năng linh hoạt của đất nước để chống lại cuộc tấn công của Trung Quốc. Tại Đài Loan, cuộc chiến tranh tại Ukraine đang làm dấy lên nhiều lo ngại khả năng Trung Quốc xâm lược hòn đảo 24 triệu dân này. Ngay khi cuộc xâm lăng của Nga nổ ra, chính quyền Đài Bắc đã phát hành một cuốn cẩm nang sinh tồn trong thời chiến, đồng thời tìm cách kéo dài thời gian làm nghĩa vụ quân sự của công dân. Ngoài ra, các tổ chức xã hội cũng tự huy động tổ chức hàng loạt lớp huấn luyện sơ cứu và phòng vệ dân sự để bảo đảm phòng thủ đất nước Đài Loan trông cậy vào lực lượng quân đội gồm 200.000 binh sĩ chuyên nghiệp. Nhưng huấn luyện viên quốc phòng cho công dân vẫn là chuyện kiên kỵ. Theo nhiều chuyên gia giải thích, tại Đài Loan, chính phủ không thực sự tập trung vào huấn luyện lực lượng dự bị quân sự hay dân sự. Nhưng nếu như dân Đài Loan không đủ khả năng tự bảo vệ mình, thì ai sẽ bảo vệ họ? Dù có hay không sự giúp đỡ của chính phủ, các khóa huấn luyện dân sự sẽ không bao giờ thiếu. Theo các chuyến thăm dò dư luận gần đây, 70% người Đài Loan cho biết sẵn sàng tự vệ trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lược. Các nhà phân tích ngành cho biết chi phí vận chuyển hàng hóa qua biển đỏ đã tăng đáng kể từ khi phiến quân Houthi ở Yemen bắt đầu tấn công các tàu thương mại vào cuối tháng 11 và sự gián đoạn tiếp tục này có thể dẫn đến lạm phát cao hơn trên toàn cầu việc các tàu chở hàng phải chuyển hướng ra căng thẳng ở Biển Đỏ sẽ làm tăng thời gian hành trình và chi phí bổ sung đáng kể, khoảng hơn 1 triệu đô la Mỹ cho mỗi chuyến đi. Hoạt động vận tải hàng hóa toàn cầu qua Biển Đỏ đã giảm 20% trong tháng 12/2023 do các tàu chở hàng phải tìm tuyến vận tải mới tránh khu vực có thể bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công. Do đi đường vòng, cước vận tải tăng thêm với nhiều khoản phụ phí phát sinh, đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, nó cũng sẽ dẫn đến rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực và các nhà cung cấp bảo hiểm có thể tăng chi phí bảo hiểm để tính đến khả năng xảy ra sự cố cao hơn do căng thẳng địa chính trị. Ở cấp độ khu vực, một chiến dịch kéo dài của Houthi chống lại việc vận chuyển ở Biển Đỏ sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính bền vững của xuất khẩu dầu và khí đốt từ các nhà sản xuất lớn trong khu vực như Iraq, Libya và Algeria những quốc gia có khả năng hạn chế hơn trong việc tăng xuất khẩu qua đường ống so với Ả Rập Saudi và UAE, hạn chế mức tăng doanh thu trong ngắn hạn trong thời kỳ giá hydrocarbon tăng cao. Ông Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Joe Biden, đã bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp của Ủy ban Giám sát Hạ viện vào thứ Tư ngày 10 tháng 1 phiên điều trần của ủy ban nhanh chóng chuyển thành một cuộc đấu khẩu giữa các thành viên ủy ban với việc các đảng viên đảng cộng hòa chỉ trích ông Hunter đã chơi màn giật gân, trong khi phía dân chủ phản bác lại rằng chính phe đối lập đang chơi trò chính trị vì ông Hunter đã xuất hiện và sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách công khai. Phía cộng hòa cho rằng hình thức điều trần công khai với các vòng thẩm vấn luân phiên giữa các thành viên trong hội đồng là không đủ cho cuộc điều tra, đồng thời đề nghị sẽ có một phiên điều trần công khai vào một ngày sau buổi điều trần kín với việc công bố biên bản các lời khai. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa lưu ý rằng điều trần kín ban đầu là tiêu chuẩn cho những cuộc điều tra như vậy. Các quan chức chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang vạch ra kế hoạch ứng phó với những diễn biến mà họ ngày càng lo ngại có thể khiến cuộc chiến ở Gaza trở thành một cuộc xung đột trong khu vực kéo dài và rộng hơn quân đội mỹ đang soạn thảo kế hoạch đáp trả lực lượng houthi ở yemen khi lực lượng này đang tấn công các tàu chở hàng thương mại ở biển đảo kế hoạch bao gồm tấn công các mục tiêu của houthi ở yemen đây là một phương án mà quân đội mỹ đã đưa ra trước đó các quan chức cho rằng khả năng xảy ra xung đột trên diện rộng đang gia tăng sau một loạt các cuộc đối đầu ở iraq liban và iran trong nhiều ngày qua những điều đó đã khiến một số người trong chính quyền mỹ cho rằng cuộc chiến ở gaza đã chính thức leo thang vượt xa biên giới giải đất này một kịch bản mà mỹ đã cố gắng tránh trong nhiều tháng không chỉ thế người ta đang lo ngại rằng bạo lực ở Gaza có thể lan sang bờ Tây và Liban hiện tại Hezbollah ở Liban và binh sĩ Israel đang đấu súng ở biên giới và đã có thông tin người định cư Israel tấn công người Palestine ở bờ Tây đặt hàng mát và hàng đông lạnh đơn giản hơn cùng Tam Express. Bùng nổ ưu đãi dịp khai trương dịch vụ giao hàng mát, hàng đông lạnh tại Praha, Brno, Ustinat Labem và Teplice. Miễn phí vận chuyển áp dụng với đơn hàng từ 1.500 kron, chiết khấu lên tới 5% trên tổng giá trị đơn hàng. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdafus eu cạnh Thưa quý vị, ngày 11 tháng 1, đại diện hạt kiểm lâm Nha Trang cho biết, khoảng 16 giờ 40 tối ngày mùng 10 tháng 1, tại khu vực núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đã xảy ra vụ cháy lớn, lửa cháy theo vệt dài rồi gặp gió lớn lan ra. Được biết, tại khu vực này trong thời gian qua thường xuyên xảy ra cháy trong những năm gần đây. Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa, lực lượng kiểm lâm, đồn biên phòng cầu bóng đã tiếp cận hiện trường để tìm cách khoanh vùng, xử lý đám cháy. Diện tích cháy, nguyên nhân đám cháy hiện vẫn chưa được xác định. Đến 21 giờ, các lực lượng chức năng đã đưa tổng cộng 25 người cắm trại qua đêm trên núi Cô Tiên xuống an toàn. Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa đã lập các chốt tại các khu dân cư, cử lực lượng ra soát các hộ dưới chân núi để có kế hoạch sơ tán trong trường hợp lửa lan xuống gần khu dân cư sinh sống. Chỉ cục Kiểm lâm cũng đã điều thêm lực lượng từ đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm Ninh Hòa tăng cường về hỗ trợ công tác chống cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường. Hiện nay, các lực lượng quân đội đang phối hợp với chính quyền thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các hộ dân sửa chữa lại nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của sự cố này. Việc sửa chữa nhà hư hỏng sẽ hoàn thành trước Tết. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp với trung đoàn 929, sư đoàn 372, quân chủng phòng không không quân kiểm tra, thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân khắc phục. Phía quân đội cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để các hộ dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Thị xã Điện Bàn cũng sẵn sàng hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hoặc từ nguồn xã hội hóa để giúp bà con. Quan trọng nhất là phải triển khai việc khắc phục sớm trước Tết Nguyên đán 2024 để người dân an tâm đón Tết. Toàn bộ thiệt hại về hoa màu cũng sẽ được hỗ trợ. Trước đó, hơn 11 giờ trưa ngày 9 tháng 1, người dân sống tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường điện nam bắc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam bất ngờ nghe tiếng nổ lớn sau đó cột khói bốc lên nhiều người dân sống tại khu vực này tận mắt chứng kiến máy bay lao xuống ruộng trồng rau muống tại khối phố bình ninh phường điện nam bắc phi công đã kịp thời nhảy dù thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi xuống đất nổ tung và bốc cháy sau sự cố phần đầu máy bay bị cháy nhiều bộ phận khác vỡ vụn thành nhiều mảnh lớn nhỏ thời điểm máy bay xảy ra sự cố chỉ có một người điều khiển trên máy bay không mang theo vũ khí các y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công hai ca lấy đa mô tạng từ người cho chết não trong vòng 24 giờ và ghép tạng cho 8 trường hợp. Ngày 10 tháng 1, tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho hay, trong 2 ngày 3-4 tháng 1, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não trong vòng 24 giờ và ghép tặng cho 8 trường hợp. Từ tạng hiến của hai bệnh nhân đã hồi sinh sự sống cho 8 người, trong đó có hai bệnh nhân được ghép tim, hai bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận. Hiện nay sức khỏe của các bệnh nhân sau ghép dần ổn định và đang được hồi phục. Tính từ thời điểm năm 2010 đến nay, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã thực hiện được 59 ca ghép tim, 88 ca ghép gan, 185 ca ghép thận và nhiều ca ghép mô khác. Ghép mô tạng là một trong những thành tiệu quan trọng của ngành y tế trong việc chữa bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo do các mô tạng bị suy giảm chức năng và không phục hồi được như thuận suy mãn, gan, tim, tủy, hỏng rác mạc. Việc thực hiện thành công các ca ghép tạng từ người cho chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành y tế Việt Nam đại diện tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan đã được tòa thụ lý phân công cho thẩm phán nghiên cứu hồ sơ, dự kiến sẽ xét xử sau Tết Nguyên đán 2024. Đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đơn vị đã bố trí riêng một phòng với hệ thống camera giám sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy để chứa 104 thùng hồ sơ với hơn 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ nghiên cứu hồ sơ bà trương mỹ lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại scb thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bà trương mỹ lan thành lập sử dụng hàng ngàn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm từ đó trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí khác vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động của ngân hàng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn Ngày 10 tháng 1, cảnh sát Iceland đã mở cuộc điều tra về nạn 4 người sau khi 14 người nhập cư lậu, trong đó có 3 người Việt Nam, được tìm thấy bên trong một container đông lạnh ở cảng Rosle, Iceland. Theo hãng tin AFP, cảnh sát Iceland cho biết chính quyền đã thông báo trước cho các đồng nghiệp Iceland sau khi một di cư đưa ra cảnh báo trước khi tàu cập cảng. Cả bốn người di cư lậu, gồm 9 người đàn ông ba phụ nữ và hai bé gái đều có sức khỏe tốt sau khi họ được kiểm tra y tế. Hầu hết là người đến từ Iran và Iraq, ngoài ra còn có ba người đến từ Việt Nam và một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảng biển Rosle là nơi vận chuyển và tiếp nhận hành khách cũng như hàng hóa từ Anh và châu Âu với các kết nối đặc biệt là đến từ Pháp và Tây Ban Nha. Bộ trưởng Giao thông Iceland Eamon Ryan nói với các phóng viên, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi những người di cư được an toàn sau khi trải qua hơn 24 giờ trong container đông lạnh. tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.